ra xin chào anh chị. Video này sẽ dành cho những anh chị nào đang có nhu cầu sở hữu cho mình một cái thiết bị trà sàn công nghiệp. Bởi vì ngay bây giờ Điện Máy Đặng Gia sẽ giới thiệu tới anh chị một model nằm trong top sản phẩm bán chạy nhất năm 2021 tại Điện Máy Đặng Gia mà anh chị không nên bỏ qua. Và đó chính là chiếc máy trà sàn đơn Kumisai KMS523 này đây. Thật khó để có thể phủ nhận được cái độ hot của em nó khi mà trong năm 2021 đã có hàng trăm model được xuất kho và cái công hàng của cái sản phẩm này thì luôn phải được bổ sung liên tục. Vậy điều gì đã giúp Kumisai KMS523 được nhiều người tin tưởng lựa chọn đến như vậy thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu nhé. Đầu tiên thì chất lượng tốt chính là đặc trưng của các sản phẩm đến từ thương hiệu Kumisai. Theo đó thì chiếc máy trà sàn đơn Kumisai KMS523 này thì được sản xuất trên cái dây chuyền công nghệ hiện đại kết hợp với kỹ thuật tiên tiến, đặc biệt là các nguyên vật liệu cấu thành như cái sản phẩm này thì vô cùng cao cấp. Cụ thể thì các chi tiết nhựa như thùng chứa hóa chất được làm bằng 100% nhựa ABS siêu bền. Các chi tiết kim loại như là vỏ bọc motor, trục cần điều khiển được làm từ inox chống rỉ. Do đó mà sản phẩm này có độ bền cao, ít xảy ra sự cố hỏng hóc khi đang làm việc. Kumisai KMS523 thì có thiết kế cực kỳ thông minh và nhỏ gọn, dễ dàng thao tác và di chuyển ở trên mọi địa hình. Cấu tạo của máy thì được chia ra làm 3 phần rất là rõ ràng. Đầu tiên thì ở phía trên này đó chính là cái phần tay cầm điều khiển. Chúng ta sẽ chủ yếu thao tác và sử dụng máy ở đây thông qua các công tắc và các cò khởi động máy. Đặc biệt thì ở cái phần cần điều khiển này nó có thể tùy chỉnh nâng lên và hạ xuống chỉ bằng một thao tác cực kỳ đơn giản. Đó chính là chúng ta sẽ nắm vào cái phần này và điều chỉnh độ cao. Bộ phận tiếp theo của máy đó chính là cái phần thùng chứa hóa chất có dung tích là 17 lít. Với cái thùng chứa hóa chất có dung tích lớn như thế này thì đảm bảo có thể cung cấp được đủ lượng hóa chất cần thiết cho chúng ta khi mà thực hiện công việc trà sàn ở những không gian rộng lớn. Và ở phía sau máy này thì còn được trang bị thêm một bộ dây điện dài đến 18m. Và cuối cùng đó chính là cái phần motor của máy. Đây là cái phần motor, nó có một cái vai trò đặc biệt quan trọng đối với một chiếc máy trà sàn. Chính vì vậy mà cái phần motor này được bao bọc bởi một lớp vỏ rất là kỹ càng và chắc chắn để tránh những cái yếu tố từ bên ngoài. Và ở phần bên dưới này đó chính là cái vị trí để chúng ta lắp màn chạy trà. Với model máy trà sàn Kumisai KMS523 được đánh giá là một trong những thiết bị đi đầu trong ngành dịch vụ vệ sinh công nghiệp. Sản phẩm giúp làm sạch và bảo dưỡng đa dạng các loại mặt sàn từ xi măng, sàn gỗ đến các nền gạch đá hoa cao cấp. Nhờ bộ phụ kiện bàn trà đa dạng gồm một bàn chải cứng, một bàn chải mềm, một mâm gai gắn pad và một miếng gắn fit. Về hiệu suất làm sạch thì máy trà sàn nhà xưởng Kumisai KMS523 đảm bảo không thua kém bất cứ model nào khác nhờ được trang bị một motor mạnh mẽ với công suất làm việc là 1.800W, tốc độ quay lên đến 168 vòng trong 1 phút cùng với đường kính pad là 17 inch. Đặc biệt máy còn được trang bị thêm 2 tạ sắt, nâng tổng trọng lượng của máy lên đến 73kg nhằm gia tăng lực nén, sức đầm, giúp hiệu suất làm sạch sàn đạt mức tối đa, vượt trội hơn các sản phẩm cùng phân khúc ở trên thị trường. Qua những cái hình ảnh test chân thực vừa rồi đã đủ sức thuyết phục để anh chị có thể chốt đơn luôn và ngay model này chưa ạ? Máy hoạt động rất là ổn định, không phát ra tiếng ồn lớn và cái hiệu quả mang lại thì nhiều hơn rất là nhiều so với việc chúng ta thuê nhân công. Nếu như anh chị đang có nhu cầu mua sản phẩm này thì hãy nhanh tay liên hệ với Điện Máy Đặng Gia qua hotline hoặc truy cập vào website trungtammuasam.vn để được tư vấn chi tiết. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.